Chào các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Novadas hồi sinh theo một cái size sành điệu đi cùng những món đồ chơi chất lượng. Cái chiếc Novadas bình ý đây là cái dòng tên từ 1996 đến 1997, hiện đã có tuổi đời lên tới 28 năm. Tuy nhiên nó vẫn có hình lục vô cùng thời thượng, cái được trao chuốt bằng những cái món đồ chơi hàng hiệu cực kỳ nổi tiếng, thay đổi hình và còn cải thiện cả hiệu năng vận hành. Một trong những lý do các tay chơi làng hai thị ở Việt Nam yêu thích cái dòng Novadas hơn hai đối thủ đăng ký là Sushibo và Yayes, vì cái mẫu xe này sở hữu mình cái dàn cây đông trần hầm hố, tạo một cái điều kiện cho anh em có thể khẳng định được cái độ chịu chi của bản thân bằng cách nâng cấp cái cụm thắng hàng hiệu như cái cụm của Rambo AC14, cái bộ phận lập bình dầu trong suốt có cái nắp đậy nhôm CNC. Vị trí diện ở dàn cây đông xuất hiện cho mình cái cụm con của Donald M, góp phần làm đẹp cho cái cụm kia đông trần, chỉ thiết kế cái bản lề và khúc tay gãy từ nhôm CNC sắc sảo, đồng thời còn hỗ trợ quá trình bóp con chuyển số diễn ra nhịp nhàng và im dịu hơn. Cái dàn chân của chiếc Novadas hôm nay được tăng cường rất nhiều, khi người thực hiện cái chiếc xe này đã đem tính cái đùm đi sơn đen, đồng thời được thay thế cái niềng xin của vòi niềng sắt bằng một cái niềng nhôm của SL ASEAN phối cái màu đen vàng, đem một cái sự hiện đại hơn cho mặt tổng thể. Hiện tại cái phần đĩa thắng trước tận dụng cho mình cái dòng của LS 105 chính hãng của Honda, kết cấu định 5 lỗ ốc lắp đặt vô cùng dễ dàng cho cái phần lớn những mâm trước và cái đùm trước của những dòng xe số Honda, kết hợp cùng với hệ Rambo Hybrid đối xứng lực lớn tối ưu cái khả năng hãm phanh giảm tốc. Dàn chân sau cũng được nâng cấp hệ Rambo Hybrid lực lớn, đồng thời cái dàn chân còn có thêm hai cụm nhôm heo bóng đèn bắt mắt liền đạp với màu sắc cùng với phần tem xe. Sức mạnh động cơ hai thì lực 1.5cc của cái chiếc Novadas hôm nay được phát huy tối đa nhờ vào cái bô tăng của L9 cực thoáng. Tuy nhiên vì kết cấu cái bụng bô to thòng cho nên khi chạy phải hết sức khéo léo để tránh cái trường hợp là bô bị cả cứng. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. SH305i nâng cấp mạnh liệt khi có một cái cẩu pháo của Philips. Cái chiếc SH300i hôm nay là một trong những cái bản độ trên mình một cái dàn chân là hoàng kim vô cùng độc đáo, hoàn toàn không giống với những cái chiếc SH300i độ mà chúng tôi đã từng nói. Đặc biệt hơn, cái nhân vật chính hôm nay còn sở cho mình một cái khẩu pháo chất chơi đến từ Iris sản xuất dành cho một cái mẫu xe của nhà BMW. Từ ở bên trái sang bên phải thì cái chiếc SH này đã được nâng cấp một cái bộ đôi cụm thắng của Rambo AZ16 Questa đi cùng với cụm thắng của Rambo AZ15 Questa. Đơn vị thực hiện đã cố gắng hoàn thiện chi tiết các cột chuyền áo một cách là mềm mại nhất có thể để khoe được nét đẹp của cái cặp đôi cụm thắng hiệu này. Nó vừa lộ được cái phần bản lề cụm thắng một cách thẩm mỹ mà vừa trông hài hòa với những cái đường nét cắt xẻ trên phần chuyền áo. Nếu xét về cái độ nổi bật thì chắc chắn rằng cái dàn tay lái ở bên phải có phần nhỉnh hơn, vì số chứng minh cái cụm gạt Donald và đồng, một cái điểm nhấn đem tính nét đẹp hầm hố cho dàn tay lái với kích thước to bản, nằm âm ở trong cái dàn áo giống như cái cụm cho jean, nhưng không giống như những anh em chơi SH300i khác vừa ưa chuộng những cái mẫu hẹp Rambo Rift, thì người chủ cái chiếc xe này đi theo một cái hướng khác biệt số đông thì anh ta lựa chọn cho mình hai cái con heo nằm trên cái dòng là Opera Tuono V4 1100, cái đời từ 2005 đến 2016, là cái dòng của Rambo K50 4x ở bên trái và Rambo lực lớn 2x để nâng cấp hệ thống thắng trước và sau. Hai con heo được cố định bởi phát nhôm CC nhuộm đen thẩm mỹ, sao cho phối hợp cùng với phần đĩa của TV6 trước sau khai thác triệt để hiệu sức phanh, phủ sóng từ cụm thắng đến đầu chi ABS và từ cái đầu chi ABS đến heo trước sau. Hệ thống dầu heo bóng đột S đảm bảo cho áp suất dầu luôn ổn định. Quá trình giảm sóc này đã trở nên im ái nhiều nhờ một cái phục âu lình cái mã O 817 có thể lắc hoàn toàn như xin trên cái chiếc xe này, khiến người chủ dễ dàng hơn cho chúng ta cái cảm giác nhảy nhún nhảy nhịp nhàng hơn, thoải mái trong quá trình di chuyển hàng ngày. Với cẩu pháo carbon trên cái chiếc SH300i hôm nay vốn đã được Aramis sản xuất dành cho những cái dòng lọc BMW Z310R, nên khi gắn khi nâng cấp lên phải từ cái phát kích thứ nhỏ nhất là phát Kelbo lớn lao là cái cụm titan đều phải được thiết kế một cách hoàn hảo nhất, nhằm giúp hình dáng của cái bộ Aramis carbon này phải tuyệt đẹp và trong liền lạc với những góc của cái chiếc SH, đồng thời cũng phải tối ưu được cái sức mạnh động cơ khi tổng lượng khí thải ra nhiều hơn và nhanh hơn cái phần bổ xin. Cái trụ gần ở cây bô hùng hổ đó là một chi tiết của nguyên sườn FST bảo trực, một trong những điểm nhấn tạo ra cái sức hút với dạng ngoài bắt mắt.
Hơn nữa có một cái công năng tối ưu hóa cái sức mạnh động cơ, đem tính cái nguồn lửa dồi dào và đốt cái nhiên một cách hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy kiên tiếp nhớ like, share, subscribe.